cho các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn phân biệt vòng tháo giáp inox và vòng hợp kim dành cho chim. Thì ở đây trên tay Tuấn đang có hai mẫu vòng. Mẫu vòng này bên mình mới order từ một bạn ở trên web để mình phân biệt. Mẫu vòng này hiện tại bên mình không có bán nữa. Và cái mẫu vòng bên mình đang cung cấp ở ngoài thị trường hiện nay ở Việt Nam mình là mẫu vòng inox chất liệu 316, inox chống reset hoàn hảo. Thì ở đây á thì mình sẽ chỉ sơ qua cho các bạn hai mẫu vòng này để các bạn so sánh. Thì nhiều bạn gọi điện hỏi là tại sao cái vòng này nó mắc như vậy và tại sao cái vòng kia nó rẻ như vậy. Thì mình cũng khó thể nào mà diễn đạt được, khó thể nào mà gọi điện qua điện thoại để mà các bạn phân biệt được. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip ngắn để các bạn phân biệt dễ hơn. Đi chuyển máy quay lại gần một chút. Ở đây thì trên tay là đang có hai mẫu vòng để phân biệt một chút thì các bạn nhìn trực quan. Hai cái khoen này thì ở đâu cũng có cung cấp hết, nhưng mà hai cái mẫu vòng thì các bạn để ý nha, nhìn trực quan này. Đây bên tay phải của Tuấn là mẫu vòng inox, bên tay trái là mẫu vòng hợp kim. Thì về thiết kế thì kiểu dáng nó cũng như nhau, nhưng mà về phần thẩm mỹ á, thì các bạn để ý so sánh nha. Vòng inox thiết kế mảnh, thanh, sắc sảo hơn. Còn về phần inox, về phần hợp kim thì nó hơi dày và thô hơn. Dày ở đây nhưng mà cũng không chắc đâu, tại vì hợp kim con vẹt nó dễ cắn gãy lắm. Dày mà không chắc, còn đây thanh mảnh mà chắc chắn. Tìm kết nối các bạn để ý, đây là phần kết nối. Tìm kết nối này được dập khuôn, đóng kiểu đóng lút, bản lề chắc chắn. Còn điểm kết nối ở đây, bản lề rất là yếu, nhỏ yếu, rất là dễ bẻ gãy con vẹt Macau đối với cái vòng này. Nhưng mà các bạn đeo một thời gian nó sẽ bẻ gãy, làm sỏng con chim, bay mất con chim. Thì lúc đó lại tiếc, mua cái vòng mấy chục ngàn, bay mất con chim mấy chục triệu thì lúc đó lại tiếc. Tại vì cái điểm này kết nối rất là kém, dễ bị bay mất. Đó, các bạn để ý hai phân biệt, hai điểm kết nối này. Thứ hai á, hai khoen vòng tròn này các bạn để ý cũng vậy. Khoen vòng tròn đối với vòng inox thì nó sẽ to hơn, dễ các bạn dễ xỏ khoen hơn. Vòng này thì hơi nhỏ hơn, hơi khó hơn một chút. Ngay cả cái điểm kết nối của cái khoen này cũng rất là yếu, không được chắc chắn. Nhìn cái bản hợp kim bên này nó thô, không được sắc sảo, còn bên này inox rất là sắc sảo. Đó là về phần về nhìn trực quan thì các bạn có thể so sánh được, nhìn trực quan nhé các bạn, nhìn trực quan. Còn đối với phần sau một thời gian sử dụng thì các bạn trải nghiệm được. Đối với vòng inox, con chim của mình càng dùng một thời gian sau, càng dùng càng lâu càng dài thì cái vòng này sẽ càng bóng hơn, sẽ càng sáng hơn. Bởi vì nó bằng inox mà, không bao giờ rỉ sét, không bao giờ bị đánh mòn bởi những cái vật va chạm nhẹ, thì không bao giờ bị đánh mòn hay là bị chảy xước. Càng dùng càng sáng bóng đối với dòng inox. Còn đối với vòng hợp kim thì các bạn nào đã dùng rồi thì các bạn sẽ biết, sau một thời gian sử dụng thì cái màu này á nó sẽ bị bay mất. Tại đây là màu xi, họ sẽ xi một lớp màu inox lên. Màu này là màu xi nhá, chứ không phải là màu inox. Sau một thời gian sử dụng, họ có thể là 3 tháng, 6 tháng thì cái lớp màu xi này sẽ bị bay mất. Tại vì sau thời gian sử dụng, con chim nó tiếp xúc với những cái vật di chuyển, cạ vào lồng rồi cạ vào những cái đồ vật thì cái lớp màu này sẽ bị bay mất. Nó sẽ hiện ra một lớp màu đồng thau. Lớp màu đồng thau là lớp mạ thứ hai, là trước khi họ xi màu inox. Sau lớp mạ đồng thau nó sẽ là một lớp đen. Lớp đen này ở trong nó bằng hợp kim gang, có thể bằng gang gì đó, mình không có phân tích được kỹ về cái lớp hợp kim này bên trong, mình chỉ nói nó là hợp kim, không phải bằng inox nha các bạn. Các bạn so sánh, các bạn sử dụng rồi các bạn để ý nó không phải bằng inox. Vì tại sao nó rẻ như vậy đó, thì nếu mà bằng inox thì làm gì có giá mười mấy hai chục nghìn đối với cái vòng như vậy. Thì để phân biệt kỹ hơn á, thì mình có ở đây mình có cái dụng cụ là con dao này. Đối với vòng inox á, thì các bạn sử dụng thời gian bao nhiêu lâu đi chăng nữa, từ năm này sang năm khác hay là có nhiều hơn đi nữa, thì các bạn càng cạo nó càng trơ ra, nó không có bị chảy xước, không có bị lộ ra một cái lớp gì đó ở dưới cái lớp inox này. Tại vì nguyên một khối này là bằng inox hết. Các bạn cạo hay là các bạn có rũa thì nó cũng vẫn là hiện ra một lớp inox hết. Này là cái rũa nó bị rỉ đó, các bạn cạo, càng cạo thì nó càng bóng, càng sáng bóng, nó không có bị hiện ra một cái lớp gì gọi là cái lớp sau cái lớp này, nó vẫn là inox và nguyên khối của nó là bằng inox hết.
lên nó sẽ không hiện ra một cái gì đó gọi là màu đồng hay là màu đen gì hết. Các bạn càng cạo đó, thoải mái luôn. Còn đối với cái vòng này thì sau một thời gian sử dụng thì nó sẽ hiện ra một lớp màu đồng. Thì mình để ý mình cạo thử cho các bạn xem nhé. Đối với vòng này gọi là vòng hợp kim. Mình nói nó bằng hợp kim tại vì nó không phải bằng inox. Mình sẽ cạo thử cho các bạn. Lớp ngoài này là họ sẽ xi một cái màu, xi một cái màu là màu inox để cho các bạn đánh lừa con mắt của các bạn. Đánh lừa con mắt của bạn là các bạn nghĩ rằng à cái vòng này bằng inox. Nó có 17 18 nghìn, rẻ lắm. Mua đi. Nhưng mà khi mà thời gian sử dụng thì các bạn mang về sử dụng thì nó sẽ bay mất cái lớp màu mạ này, thì lúc này nó sẽ hiện ra cái lớp màu chính thức của nó. Đó, mình cạo thì các bạn có thể nhìn thấy cái lớp màu hơi hồng hồng gì đó. Đó, chấm một cái bằng máy quay di chuyển vào giữa này. Không biết là tại vì ánh sáng ở đây nó không được rõ lắm. Nó không phải là màu inox nha các bạn. Đó là lớp màu đồng thau. Thì sau cái lớp màu đồng thau này các bạn, nếu mà sau một thời gian sử dụng lâu ngày nữa thì con chim nó sẽ di chuyển, nó sẽ cạ vào những cái vật, thì cái nhẫn này, cái vòng này nó sẽ bay mất cả cái lớp đồng thau đi. Thì dưới cái lớp đồng thau này nó là một cái lớp màu đen đen. Nó màu đen thui. Thì có thể nó là một hợp kim gang nhôm hay là cái gì đó. Nhưng mà mình chắc chắn nó là không phải bằng inox. Còn mẫu của bên mình là bằng inox. Hai bên khác nhau. Bên khác nhau. Đây là phân biệt, thì hôm nay mình chỉ cho các bạn hai cách phân biệt đó. Một bên là trực quan thì mình nhìn rõ, bên này nó làm sắc sảo hơn, bên này làm thô hơn. Đó, nhìn trực quan. Còn cách thứ hai là dùng một cái dụng cụ gì đó để mà thử. Ở đây mình dùng con dao để mình cạo, hoặc là mình dùng một cái rũa để mà rũa nó đi, để bay cái lớp màu ấy đi, xem nó có phải nó bằng inox hay không. Thì mình đã chỉ cho các bạn rồi. Còn những cách khác thì các bạn có thể tự nghiên cứu thêm. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem. Cảm ơn nhiều. Chào các bạn.